Xin chào quý thính giả, tôi là Kiều Trinh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul, phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là hai bạn Phạm Ngọc Thạch và Lê Thanh Điền, sinh viên năm 3 ngành Hàn Quốc học Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ngọc Thạch và Thanh Điền là nhóm thí sinh giành được giải đặc biệt trong Đại nhạc hội K-Trot Festival 2023 được tổ chức tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 4 vừa qua. Hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của hai bạn về cuộc thi cũng như niềm đam mê đối với thể loại nhạc trot của Hàn Quốc nhé. Chào mừng Ngọc Thạch và Thanh Điền đến với Chuyện từ Seoul. Trước hết thì mời hai bạn giới thiệu về bản thân đến quý thính giả nào. Dạ, em tên là Lê Thanh Điền, hiện tại thì em đang học trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Dạ, còn em tên là Phạm Ngọc Thạch, em là sinh viên năm 3 của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và tụi em là đại diện cho trường tham dự cuộc thi K-Trot ở năm 2023 này và may mắn được giải đặc biệt ạ. Là hai thí sinh đại diện cho trường của mình tham gia đại nhạc hội K-Trot 2023 thì hai bạn có thể giới thiệu đến quý vị thính giả đang nghe đài về cuộc thi này được không? Dạ, thì đại nhạc hội K-Trot năm 2023 này thì được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 ạ. Năm nay là lần thứ 2 đại nhạc hội được biểu diễn và theo như em nhớ là lần thứ nhất là được tổ chức ở bên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là bên Hutech ạ. Và năm nay thì đại hội K-Trot là tổ chức ở trường em. Và vòng sơ khảo thì các trường sẽ tự tổ chức ạ. Theo như em nhớ thì là khoảng 8 thí sinh tham gia và hầu như tất cả mọi người đều là thi đơn ca mà chỉ có mình tụi em là thi tốt ca. À, như Thạch có nói thì các thí sinh khác thì đều là thi đơn ca hết và chỉ có mình là thi top ca thôi. Vậy thì hai bạn đã thành lập nhóm như thế nào nhỉ? Dạ, nhóm của tụi em mặc dù biết nhau từ năm nhất đại học nhưng trước đó tụi em chưa có thân nhau lắm. Đến cuối năm nhất tụi em mới chơi thân với nhau. Trước một cuộc thi thì chúng em đơn giản chỉ có chung niềm đam mê với âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc thôi. Còn thật ra thì nhóm để tham gia cuộc thi này được thành lập rất là gấp rút chị. Tụi em chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho cuộc thi này và tập nhảy và tập hát luôn. Cũng may mắn là tụi em đã quen biết được một vài câu lạc bộ trong trường nên đã nhờ hỗ trợ về phần nhảy. Chị rất là tò mò là không biết là hai bạn đã thể hiện ca khúc nào và các bạn có thể giới thiệu đến quý thính giả đang nghe đài về ca khúc đó được không? Dạ, được ạ. Bài hát tụi em thể hiện là Nikawe Kokisonawe. Thì cái ca khúc này là một ca khúc được thể hiện thành công của ca sĩ Dòng Thắc. Thì bài này kể về một cặp đôi mà trong đó là người bạn gái nói với chàng trai là đi ngủ sớm, nhưng mà chàng trai lại bắt gặp người bạn gái đang đi chơi với một người khác. Vì vậy nên tên bài hát là cái câu hỏi của chàng trai với cô gái ngay lúc đó là tại sao em lại xuất hiện ở đây, và nội dung là nó hơi châm biếm về một góc tối của tình yêu trong xã hội hiện đại. Vậy thì theo chị được biết thì có rất là nhiều ca khúc trot của Hàn Quốc rất nổi tiếng, vậy thì tại sao hai bạn lại chọn ca khúc đó để thể hiện nhỉ? Cái bài hát này là do trước khi thi thì tụi em tìm hiểu về cái dòng nhạc này một ít đó chị, thì em thấy đa số các bài K-Trot thường mang giai điệu rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mà cái bài này là một bài nó mang kiểu khá sôi động hơn so với các bài còn lại chị, với lại nó phù hợp với phong cách của tụi em và tính cách nữa, nên là tụi em chọn bài này tham gia cuộc thi. Vậy thì cơ duyên nào đã mang hai bạn đến với cái thể loại âm nhạc trot của Hàn Quốc này? Dạ, trước đó thì tụi em hầu như chỉ biết về dòng nhạc K-pop của Hàn Quốc thôi và chỉ được nghe qua về nhạc trot vài lần. Sau khi nghe tin thầy cô trong khoa thông báo về cuộc thi trot này thì tụi em đã bắt đầu tìm hiểu về dòng nhạc này và tụi em thấy nó rất là thú vị và tụi em muốn thử sức với nó nên là đã đăng ký đi thi. K-pop thì đã rất phổ biến với giới trẻ Việt Nam rồi, nhưng mà dòng nhạc trot của Hàn Quốc thì vẫn còn lạ lẫm với nhiều người Việt Nam. Vậy thì mời bạn có thể giới thiệu về thể loại âm nhạc này cho quý thính giả đang nghe đài được không? Dạ. Theo như em biết thì dòng nhạc trot được xem như là phiên bản bolero của Hàn Quốc, thường mang giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm và đôi khi có một chút vui vẻ, vui tươi. Có một vài ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đã mang dòng nhạc K-trot
lên biểu diễn trên sân khấu của họ mà em biết, ví dụ như là hành vi tê sung của nhóm Big Bang với bài hát Shot mà anh ấy hát trên sân khấu là Look at me prison, cho tụi em mới tiếp cận về dòng nhạc Shot thông qua cuộc thi này. Nên là những ca sĩ Shot nổi tiếng mà tụi em biết là Yong Thak, là người hát bài Nikaweko Kisonawa mà tụi em đã đăng ký tham gia. Hai bạn này, thể loại trot thì thường đòi hỏi sự tinh tế trong việc thể hiện cảm xúc qua từng câu hát. Vậy thì các bạn đã gặp khó khăn gì trong quá trình luyện tập và biểu diễn không? Dạ có. Thì khi mới làm quen với cái dòng nhạc này thì tụi em gặp khó khăn trong cái việc phát âm, trong cái nhịp điệu của từng câu hát đó chị, và cái cách thể hiện nó không đúng tinh thần của bài hát. Nhưng mà cũng may mắn là thầy cô trong khoa quốc học của trường trường tụi em đã giúp đỡ nhóm tụi em rất là nhiều. Giúp tụi em vượt qua những cái khó khăn đấy. Và cũng qua chương trình này thì tụi em xin được một lần nữa gửi lời cảm ơn đến thầy Min Pin Chun, là thầy đã tận tụy dành thời gian và để hỗ trợ và chỉ ra những điều thiếu sót của tụi em và hướng dẫn tụi em cách khắc phục những lỗi sai. Và thêm lần nữa là em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Tô Minh Tùng ạ, vì thầy đã hỗ trợ kinh phí luyện tập cho tụi em. Cảm ơn hai thầy rất nhiều. Vậy thì chị không biết là có thể nhờ hai bạn là có thể thể hiện một hoặc là hai câu hát trong bài đến quý vị thính giả đang nghe đài được không nhỉ? Xin thề, Nika. Nika với có cái số nào à? Nika với có cái số nào à? Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều ạ. Và có thể là mình đã biết lý do vì sao hai bạn giành được giải đặc biệt trong cuộc thi rồi. Vậy thì thêm một câu hỏi nữa là theo bạn thì nhạc trot có những đặc điểm gì khiến nó trở thành một phần quan trọng của văn hóa âm nhạc Hàn Quốc? Dạ, theo em, nhạc chót là dòng nhạc truyền thống lâu đời của Hàn Quốc, với lời ca dễ hiểu, gần gũi, có thể nghe để giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngày xưa trong văn hóa Hàn Quốc thì trong những buổi tiệc trang trọng, khi cần thể hiện tính chuyên nghiệp thì người ta sẽ hát nhạc opera hoặc ballad. Nhưng khi say rượu thì theo một cách tự nhiên mà họ lại ngân nga vài câu ca của bài hát chót. Cho đến bây giờ có thể là dòng nhạc shot không hình thành như K-pop nhưng trong mọi con người Hàn Quốc cũng như người yêu văn hóa Hàn Quốc thì đây là dòng nhạc kỷ niệm. Như Việt Nam có bolero, còn Hàn Quốc thì có nhạc shot vậy. Là sinh viên của ngành Hàn Quốc học, rồi trong khi rất nhiều bạn khác chọn K-pop hoặc là chọn dance, thì tại sao hai bạn lại tìm hiểu và yêu thích thể loại nhạc truyền thống này? Dạ, từ trước tới giờ hầu như tụi em chỉ biết về nhạc K-pop của Hàn Quốc thôi. Sau khi nghe thông báo về cuộc thi hát chót của Hàn Quốc ở trường em, thì do tụi em cũng là người rất thích về âm nhạc và yêu ca hát, nên tụi em đã rất là tò mò và tìm hiểu về dòng nhạc ngay sau đó. Và sau đó tụi em đã quyết định với nhau thử sức với dòng nhạc này. Thế là tụi em đã quyết định đăng ký tham gia cùng nhau. Vậy thì ca sĩ nhạc chót nào mà hai bạn yêu thích nhất và tại sao nhỉ? Dạ, thì nãy tụi em cũng có nói là vì mới tiếp xúc với cái dòng nhạc này nên là tụi em cũng chưa biết nhiều về các ca sĩ nhạc chót nổi tiếng khác. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà em ấn tượng nhất với ca sĩ nào đó thì chắc là Yong Thak ạ. Vì đây là ca sĩ có gu âm nhạc khá đặc biệt. Nó âm nhạc của ca sĩ này thì sẽ hơi sôi động hơn và nó mới hơn những bài nhạc chốc hiện tại. Vậy thì ngoài K-trot, K-pop ra thì các bạn có dự định tìm hiểu về các bộ môn văn hóa và nghệ thuật khác của Hàn Quốc hay là không? Dạ, đối với em chắc chắn là có rồi. Cả hai tụi em đều là người yêu thích âm nhạc và nghệ thuật, nên là tụi em sẽ tìm hiểu thêm về các bộ môn văn hóa nghệ thuật liên quan đến đàn ca múa hát của Hàn Quốc trong tương lai. Và một câu hỏi cuối cùng nữa là dự định tương lai của hai bạn với tư cách là sinh viên của ngành Hàn Quốc học là gì nhỉ? Thì sau khi tốt nghiệp thì em
Em có dự định là sẽ theo ngành giáo dục ngôn ngữ. Em cảm giác em khá phù hợp với việc giảng dạy và truyền tải ngôn ngữ Hàn Quốc cho mọi người. Còn em thì hiện tại thì em muốn thành thật tốt với chương trình học và tốt nghiệp trước đã, rồi trong tương lai nếu mà có thể em sẽ làm trong, em muốn mình được làm trong những văn phòng công ty nào đó có mảng về tiếng Hàn Quốc.